Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý không trụ phân biệt, không phân biệt khác. Đối với sắc không trụ phân biệt, không phân biệt khác. Đối với thanh hương vị xúc pháp không trụ phân biệt, không phân biệt khác. Đối với nhãn thức không trụ phân biệt, không phân biệt khác. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức không trụ phân biệt, không phân biệt khác. Do nhân duyên này mà các Bồ Tát đối với các danh sắc không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với nhiễm tịnh không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với duyên khởi không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với điên đảo tà kiến các triền cái ái hành không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với đoạn kiến thường kiến không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với cõi dục sắc vô sắc không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với hữu tình giới pháp giới không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với tham sân si không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với trắc thật hư vọng không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với địa thủy hỏa phong không thức giới không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với có trói buộc lìa trói buộc không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với ngã hữu tình mạng sống sự sanh sự nuôi trưởng thành, người ý sanh tuổi trẻ, người làm người nhận người biết người thấy và các tưởng kia không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với bố thí tham lam giữ giới phạm giới nhẫn nhục sân hận tinh tấn giải đãi tịnh lự tán loạn trí tuệ ác tuệ không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với niệm trụ chánh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với đoạn điên đảo vân vân không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với tịnh lự giải thoát đẳng trì không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với khổ tập diệt đạo không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với từ bi hỷ xả không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với trí tận trí vô sanh trí vô tạo tác không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với địa vị của phàm phu thanh văn độc giác Bồ Tát và Phật không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với pháp của phàm phu thanh văn độc giác Bồ Tát và Phật không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với thần thông trí kiến không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với trí kiến của quá khứ vị lai hiện tại không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với trí vô trước không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với minh và giải thoát không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với giải thoát trí kiến không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với trí lực vô úy vân vân của Phật không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với tướng hảo thanh tịnh không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với cõi Phật thanh tịnh không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với sự viên mãn của thanh văn không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với sự viên mãn của độc giác không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Đối với sự viên mãn của Bồ Tát không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Này thiện dũng mãnh, nếu có phân biệt thì sẽ phân biệt khác. Nếu trường hợp nào không có phân biệt thì trường hợp ấy không phân biệt khác. Kẻ phàm phu ngu si đều do phân biệt tạo ra và tư tưởng của họ cũng đều do phân biệt khác phát sanh, cho nên Bồ Tát không khỏi phân biệt, không phân biệt khác. Này thiện dũng mãnh, nói phân biệt tức là biên thứ nhất, nói phân biệt khác tức là biên thứ hai. Đối với trường hợp nào không có phân biệt, không phân biệt khác thì đối với trường hợp ấy đã xa lìa nhị biên, cũng không có chính giữa. Này thiện dũng mãnh, nếu nói có chính giữa cũng là phân biệt, mà phân biệt chính giữa cũng gọi là hữu biên. Đối với trường hợp nào có phân biệt thì đối với trường hợp ấy sẽ có phân biệt khác. Do nhân duyên này mà không thể đoạn trừ ý nghĩa phân biệt và phân biệt khác. Nếu đối với trường hợp nào không phân biệt thì với trường hợp ấy sẽ không phân biệt khác. Do sự việc này mà có ý nghĩa đoạn trừ phân biệt và phân biệt khác. Này thiện dũng mãnh, đoạn trừ phân biệt nghĩa là trong đó hoàn toàn không có gì để đoạn trừ cả. Vì sao? Này thiện dũng mãnh, vì do sức phân biệt khác là không sở hữu hư vọng nên phát sanh điên đảo. Vì nó tịch tĩnh nên điên đảo cũng không có, vì điên đảo cũng không nên hoàn toàn không có chỗ đoạn trừ. Này thiện dũng mãnh, vì không có sự đoạn trừ nên biết hiện bày khái niệm về khổ đoạn, nghĩa là trong đó không có một chút khổ nào để đoạn trừ nên gọi là khổ đoạn. Nếu tự tánh của khổ mà có một chút nào chân thật thì mới có thể đoạn trừ.
Nhưng tự tánh của khổ không có một chút gì là chân thật nên không có chỗ để đoạn trừ. Nếu chỉ thấy khổ thì không thể gọi là khổ đoạn, nghĩa là biết rõ của khổ hoàn toàn không có một chút phần tự tánh nào có thể đắc nên gọi là khổ đoạn. Nếu mọi người đối với khổ mà hoàn toàn không phân biệt và phân biệt khác thì gọi là khổ tịch tĩnh, tức là làm cho khổ không còn có ý nghĩa phát sanh nữa. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát thấy như vậy, thì đối với các pháp không khỏi phân biệt và không phân biệt khác. Này thiện dũng mãnh, đó gọi là Bồ Tát biết rõ tánh phân biệt và phân biệt khác, mà tu hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát nào hành như vậy và trụ như vậy để tu hành bát nhã ba la mật đa thì mau được viên mãn, cho nên tất cả ác ma không thể nào làm chướng ngại họ được. Chúng quân mà có làm việc gì, các vị ấy đều biết rõ, nên làm việc gì vị ấy cũng không theo việc của ma, ngược lại được tự tại, khiến cho bọn ác ma tự nhiên lui tan, đánh bại bọn chúng, làm cho ít dần. Thân tâm các vị ấy thanh thản, không hề sợ hãi, nên quân ác ma không thể nào quấy nhiễu họ được. Nhờ vậy mà chấm dứt tất cả nhân sanh về cõi ác, đoạn trừ và biết lấp những con đường tà trong thế gian, xa lìa các ám chướng, băng qua dòng thác mạnh. Đối với tất cả pháp được mắt thanh tịnh đem lại ánh sáng lớn cho các loài hữu tình, nối dõi hương thạnh hạt giống Phật để không bị đoạn mất, chứng đắc tánh bình đẳng của đạo chân đạo, thương xót hữu tình mà có pháp nhãn thanh tịnh, đầy đủ tinh tấn, xa lìa giải đãi, đạt được tâm an nhẫn và xa lìa sân giận, nhập thắng tịnh lự, không còn chỗ nương tựa, đắc được chân trí tuệ, thành tựu trí tuệ thông đạt, trừ bỏ các việc ác, viễn ly các triền cái, thoát khỏi bẫy dập của ác ma, chặt đứt lưỡi ái, an trụ trong chánh niệm không bị quên mất, được giới thanh tịnh đến bờ tịnh giới, an trụ vào các công đức, xa lìa các tội lỗi, được sức định tuệ không thể lay động, tất cả các luận phái khác không thể nào bẻ gãy được, được các pháp thanh tịnh vĩnh viễn không cho mất, giảng nói các pháp mà không có lo sợ, vào giữa đại chúng tâm không rụt rè, bố thí diệu pháp không giấu tiếc, đem đạo bình đẳng làm sạch các đạo lộ, thề xa lìa tà đạo, tu những điều nên tu, đem các pháp thanh tịnh huân sâu vào những điều nên huân tập, đem trí tuệ thanh tịnh làm sạch những điều nên làm sạch, lòng độ lượng rộng sâu như biển lớn, trong lặng bất động khó mà lường được, biển pháp vô biên hơn số lượng. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy, được thành tựu hạnh đó và vô biên các công đức khác, thì công đức ấy khó lường được bờ của nó, ngoài Phật Thế Tôn ra không ai có thể biết được. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, Bồ Tát nào tu hành bát nhã ba la mật đa như vậy, thì sắc đẹp không giảm, tài của và địa vị không giảm, quyến thuộc không giảm, nòi giống không giảm, gia tộc không giảm, quốc độ không giảm, không sanh nơi biên địa, không gặp chỗ nạn, không ở chung với hữu tình xấu ác, cũng không gần gũi lân cận với sự nghiệp nhơ nhuốc, tự tâm không thối lui, trí tuệ không giảm sút, nghe và thọ nhận những pháp môn nơi người khác đều thể nhập vào pháp tánh bình đẳng, nói dõi hạt giống về trí nhất thiết trí của Phật, làm cho hương thạnh mãi không bị đoạn mất. Đối với pháp của chư Phật đã được ánh sáng và được gần gũi với trí nhất thiết trí, nếu có ác ma muốn đến chỗ của vị ấy để quấy nhiễu, thì khiến cho ma và quyến thuộc của chúng đều thành cho tàn, làm cho biện tài của chúng tan nát và võng lưới đều dứt hẳn. Giả sử có triệu ức quyến thuộc chúng ma đến quấy nhiễu, nhưng tâm của vị ấy không hề dao động, khi ấy ác ma và quân chúng ma đều kinh hãi lui tan và nghĩ rằng Bồ Tát này đã vượt qua cảnh giới của ta, vị ấy sẽ không thực hành điều gì trong cảnh giới của chúng ta, cũng không an trụ và không hề đắm trước, ngược lại còn làm cho các hữu tình khác đều ra khỏi cảnh giới của ta và mau được giải thoát. Sau khi ác ma suy nghĩ như vậy, buồn rầu ảo não, bèn nói với nhau như vậy: Bồ Tát đã gây tổn hại đến bè đảo quyến thuộc của chúng ta, làm cho không còn thế lực nữa. Nói xong, ác ma buồn khổ hối hận. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tu bát nhã ba la mật đa sâu xa, thể hội bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì khi ấy cung điện của ma đều mất oai lực ánh sáng, khắp mọi nơi đều từ từ phát ra tiếng khói lửa. Ác ma kinh hãi, buồn khổ và lo sợ, giống như bị dao đâm vào tim, như trúng mũi tên độc,
Tất cả chúng đều than thở như vậy, nay Bồ Tát này làm cho hữu tình không còn tiếp nhận sự khuyến dụ của chúng ta nữa. Bồ Tát này sẽ làm cho hữu tình đi ra cảnh giới của chúng ta. Bồ Tát này sẽ làm cho hữu tình thoát khỏi cảnh giới của chúng ta. Bồ Tát này sẽ làm cho hữu tình không sống trong cảnh giới của chúng ta. Bồ Tát này sẽ làm cho hữu tình đoạn diệt cảnh giới của chúng ta.